Xin chào các bạn. Đây, trên đây mình đang cầm một loại cây rất là đẹp, màu đỏ tươi đúng không? Đó, cây này là cây hồng môn mà được sử dụng để trang trí và mang nhiều ý nghĩa phong thủy trong đất. Rất là nhiều gia đình sử dụng với cây này. Đó. Và hãy cùng cây đời tìm hiểu về loại cây này, về ý nghĩa này, về cách trồng, cách chăm sóc của cây này nha các bạn ơi. Trước hết là em xin giới thiệu về đặc điểm của cây hồng môn. Cây hồng môn thì là loài cây lâu năm, thường mọc thành bụi và có sức sống rất là khỏe. Cuồng lá có hình trụ và chiều cao từ 30 đến 60 cm. Cây của em thì có chiều cao là rơi vào từ 60 đến 70 cm. Lá của cây lớn và có hình trái tim màu xanh đậm này. Lá non thì có màu nhạt hơn và tỏa ra khắp bụi cây. Cây hồng môn thì ra hoa quanh năm. Hoa của cây này thì nó có hình trái tim mọc ở trên mâu hoa. Mâu hoa thì thường có màu hồng hoặc màu đỏ và có hình trái tim. Hoa của hồng môn thì thường được thường được rất là lâu nên là rất được nhiều giới văn phòng ưa thích và trồng. Để phân loại thì cây hồng môn thường có 3 loại và phổ biến về kích thước, đó là đại hồng môn, trung hồng môn, tiểu hồng môn. Bên cạnh đó, hồng môn thì còn được phân theo màu sắc như hồng môn đỏ này, hồng môn trắng và hồng môn màu hồng phấn. Thì trên tay chị em đang cầm đó là cây hồng môn đỏ. Tùy vào sở thích và túi tiền của các bạn thì có thể lựa chọn một chậu hồng môn có thể mang về nhà. Đó. Thì đấy là về cái đặc điểm của cây hồng môn. Thì bây giờ chị sẽ đến cái phần tác dụng của cây hồng môn nhé các bạn. Về cây hồng môn này thì là một loại cây cảnh mà dùng để trang trí trong nhà này, trong văn phòng này, bàn làm việc, để giúp cho mình tạo cái không gian xanh mát đó và thanh lọc không khí nữa nha các bạn. Các khí độc như kiểu là formaldehyde đấy và ammonia các thứ là mình sẽ có thể thanh lọc được, cái cây này có thể thanh lọc được mấy cái khí như thế. Không chỉ vậy thì nhờ có cái lá mà hình trái tim thì những cái bông hoa đỏ sặc sỡ mà các loại cây này thì được các cặp đôi mua về làm quà tặng cho nhau như là một lời hứa tình yêu đậm sâu ấy. Đó, rất là nhiều ý nghĩa. Và cái hồng môn này á thì trong tiếng Trung màu hồng, màu đỏ này á được cho là kiểu cái màu này được cho là nhiều may mắn này, và môn thì tượng trưng cho gia môn phú quý, nên là nhiều gia đình trồng hồng môn trong nhà để có thể hy vọng mang lại cái may mắn tài lộc cho gia đình của mình. Trong tình yêu thì bởi cái trái tim màu xanh của lá cây và màu đỏ của hoa nên là mang cái ý nghĩa là tình yêu chân thành và nồng cháy. Nên là các bạn có thể hoàn toàn tặng cái cây hồng môn, chậu hồng môn như thế này để làm quà tặng cho nửa kia của mình sẽ rất là cảm động đó. Thì đối với những người mà đang kinh doanh thì nên đặt cái cây này ở nơi bàn làm việc của mình, ở quầy lễ tân của công ty này, để có thể trang trí cho cái khu vực làm việc của mình rực rỡ hơn mà có nhiều tác dụng như là mèo thần tài vẫy gọi cái sự thuận lợi và tài lộc đến rất là hiệu quả. Khi trồng một chậu cây hồng môn này trong gia đình sẽ có tác dụng là lọc không khí này, và lá của cây sẽ hấp thụ được rất là nhiều bụi bẩn cũng như là cái nguồn năng lượng tiêu cực của không gian sống và trả lại cái bầu không khí trong lành cho gia đình của bạn nhé. Mọi người thấy không? Cái cây rất là đẹp, hoa đỏ tươi luôn. Đó, về mệnh nào? Về mệnh thì trong phong thủy thì màu sắc đỏ của cây hồng môn sẽ tương đối là hợp với những người có mệnh hỏa, bởi vì nó có màu đỏ rất là đẹp mắt. Những người mang mệnh này thì luôn mang trong mình ngọn lửa rất là nhiệt huyết, thích mạo hiểm và tự tin, phù hợp với công việc liên quan đến kinh doanh. Tuy nhiên, mệnh hỏa cũng là người khá nóng nảy và thiếu kiên nhẫn, vì vậy nên là sở hữu một chậu hồng môn này thì sẽ có ý nghĩa mang lại nhiều may mắn, và sắc xanh của cây sẽ giúp kiềm chế được những cái tính nóng nảy của cái người ấy mang mệnh hỏa đấy, và sẽ giúp cho người ấy trên con đường sự nghiệp mang đến nhiều thành công.
Đối với những bạn mệnh khác trong ngũ hành thì có thể sở hữu một cây hồng môn tài lộc và may mắn, bạn cũng có thể tiến tới không kém như những người mệnh hỏa trên. Thì bất cứ loại cây nào cũng vậy, biết cách trồng và chăm sóc thì sẽ luôn sống khỏe tươi tốt. Hồng môn là một loại cây rất là dễ trồng và dễ chăm. Bạn có thể tham khảo một số thông tin sau đây em sẽ giới thiệu, đó là về cách trồng của hồng môn ý. Để hồng môn này phát triển tốt, sử dụng thì nên sử dụng cái loại đất có giàu chất dinh dưỡng như là cù sa này, các loại đất thoát nước và tơi xốp. Có thể trộn nhiều loài như phân chuồng, xơ dừa để tạo nên chất dinh dưỡng cho cây. Nên rải thêm một lớp đá ở dưới mặt trên của chậu, vừa đem đến cái sự thẩm mỹ cho người nhìn và còn hạn chế được các hơi ẩm thoát ra. Sau khi chọn giống cây hồng môn ưng ý thì mọi người nên đặt cây vào chậu và tưới nước đủ cho cây. Nên đặt cây con tại những nơi có bóng mát này, cây con sẽ bắt đầu ra nhiều rễ hơn và phát triển như bình thường. Còn khi hồng môn đủ lớn thì bạn có thể trồng trong nước, cái loại trồng thủy sinh. Nên sử dụng các bình thủy tinh và bạn có thể dễ dàng quan sát và phát hiện ra cây gặp vấn đề gì này. Cố định phần rễ ngập trong nước và thay nước vào cuối tuần một lần để đảm bảo cho sự phát triển của cây. Hồng môn thì thường được nhân giống từ phương pháp chiết cành, nên thì mọi người nên chọn những cái cành cây từ những cây mẹ khỏe mạnh và trồng được khoảng từ trên 4 tháng. Bạn có thể dùng dao để tách sát gốc cây con và sử dụng lá bèo tây để bó lại rồi ươm cây khi cây còn non để thêm rễ này, mới rồi mọi người mới trồng vào chậu mới. Đó là về cách trồng của cây hồng môn nhá. Còn đây là cách chăm sóc của cây hồng môn, thì cái chăm sóc của cây hồng môn này rất là dễ, mình chỉ cần để ý tới việc tưới nước này, về nhiệt độ và về ánh sáng và về sâu bệnh gây ra cho cây thôi. Về ánh sáng và về tưới nước thì tưới nước chúng ta cần thì các loại cây này hầu hết thì chết là do vì thiếu nước ấy, nên là mình cần phải tưới nước thường xuyên nhá. Đối với những cây hồng môn chỉ cần cung cấp tầm 100 đến 200 ml nước ấy, thì sẽ tầm khoảng 3/4 chậu thì nên tưới vào một tuần một lần. Nếu mà vào mùa lạnh ấy thì chỉ cần tưới 2 lần một tuần. Đúng. Nên tưới một tuần một lần vào mùa lạnh, và mùa khô thì mình sẽ tưới 2 lần vào một tuần nha các bạn. Trong và không nên tưới quá nhiều vì nó sẽ làm cho rễ cây nó bị úng và bị chết được. Về nhiệt độ thì nhiệt độ phù hợp để cho cây sống tốt và sống khỏe thì sẽ tầm khoảng 15 đến 30 độ C, và không nên để cho cây dưới ánh nắng trực tiếp vào mùa một buổi trưa gay gắt nha các bạn, vì nó sẽ bị bỏng lá và chết, bị khô lá. Những cái không gian mà mát mẻ thì có điều hòa thì sẽ môi trường thích hợp cho cây. Về ánh sáng thì nên để cây dưới vị trí mà có thể hấp thụ được ánh sáng, ánh nắng mặt trời, và tốt nhất là nên phơi nắng vào buổi sáng sớm hoặc là chiều muộn, cây vẫn có thể sống tốt với cái ánh đèn nhân tạo và điện và đèn huỳnh quang. Về sâu bệnh thì cái cây hồng môn này thì ít khi bị bệnh, nhưng mà lâu lâu thì nó sẽ xuất hiện những cái tình trạng như là loại cây này thường như kiểu bị thối thân hay là thối rễ, thì mình cần phải cắt bỏ đi lá già để nhổ mấy cái cỏ mọc dại xung quanh ấy, để cho cái chậu cây ở vị trí ánh sáng tốt thì sẽ không bị nấm mốc hay là cây sẽ bị thối nữa đó. Và chúng ta cũng sẽ bón phân để có thể thêm nhiều dinh dưỡng cho cây khoảng 6 tháng một lần nhé. Đó. Thì cây sẽ phát triển và ra hoa tốt hơn, bền hơn. Đó. Em ạ. Đẹp quá. Trên đây là tất cả những gì về thông tin và cách chăm sóc mà bên Showroom Fader bọn em đã giới thiệu đến cho mọi người. Nếu mọi người thích thì hãy để lại thông tin dưới bình luận, và em sẽ để lại thông tin của shop ở trên màn hình để mọi người có thể tham khảo và có thể trực tiếp đến shop để tham khảo nhiều cây đẹp hơn. Cảm